Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Hán Tê sẽ làm về cái bé rồng hai đầu. Con này đó là nó thuần chủng hệ mặt trăng nha các bạn. Wow, con này rất là đẹp luôn. Con này đẳng cấp là cấp E. Thuần chủng là khi các bạn like cái chiêu cái con có mặt trăng và cái con ông già thì nó sẽ ra cái con này nha. Rất là dễ like luôn. Wow, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cái bé rồng mới. Mình sẽ cho nó lên tầm level 15 nha các bạn. Wow, coi nó mạnh mẽ như thế nào nè. Ô la la. Mình sẽ đặt tên cho nó là Mặt Trăng Hai Đầu. Ok, bạn nào có cái tên nào hay hay có thể comment trực tiếp vào bên dưới video nha. Anh ta sẽ đổi tên cho các bạn xem cho vui. Mặt Trăng Hai Đầu, ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mang nó đi đại chiến nha các bạn. Mình sẽ đem nó đi solo với những anh bạn đã kết bạn với HNT qua Facebook nha. Và đường link đó thì của mình vẫn nằm bên dưới phần hiển thị video. Các bạn nào mà chưa kết bạn với mình thì có thể kết bạn nha. Và chúng ta sẽ đấu với nhau cho vui. Và bây giờ HNT sẽ mang cái con rồng mới của mình. Có thể nhiều bạn đã có con này rồi, nhưng mà đối với HNT nó là rồng mới nha. Vì lần đầu tiên mình sở hữu mà. Ok, không để mọi người chờ đợi lâu nữa. Vào cuộc nào. Wow, bé rồng mặt trăng hai đầu của chúng ta được đam. Và đây là tuyệt chiêu ẩn danh lưỡi hái tử thân. Quá đẹp mắt luôn. Lẫm hàng anh ơi. Wow, cô bé này thật sự không phải dạng vừa. Wow, cô bé này mạnh quá các bạn à. Mình nghĩ đó là mình có thể hạ được, nhưng mà ai ngờ đâu là bị người ta quýnh sấp mặt luôn. Đây là thiên thần hay là dạng này giống như là dạng rồng linh hồn vậy các bạn. Linh hồn chú ấy vừa thoát ra, đứng ở ngoài sau lưng khi mà nhập vô là nó mới mạnh được. Còn khi mà nó bye bye thì nó yếu xèo hà. Ok, victory nha. Yeah. Vừa đấu xong một bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các bạn tiếp theo nha. Wow, và bạn nào muốn đấu thì cứ việc comment vào bên dưới luôn để HNT biết tên nha. Chứ hiện tại đó là mình thấy trong đây ai đáng yêu dễ thương là mình xúc thôi. Đừng đòi hỏi level 32. Rồi, đối với mấy cái bạn level thấp thấp thì chúng ta không có cần phải mang những cái con mạnh mẽ. Mình mang cái con tèn tèn của mình đâu rồi, đẳng cấp E. Đây, đi ghẹo vậy nó mới vui. Đâu mất tiêu rồi. Action. Rồi nào, chúng ta sẽ xem thử coi. U la la, đạo hình tên bạn cũng không có quá là hầm hố. Và đây là bé rồng sa lầy của mình. Wow, con rồng sa lầy một sao mạnh dữ vậy ta. Oh my god, mình không nghĩ là chú rồng của mình là hộ báo dữ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi solo với anh bạn này nha. Wow, tên bạn được C cộng rồi, mình chưa có C cộng. Mình còn trắng xác hà. Mithy luôn. Wow, Kaka Mithy này mạnh quá xem mà chú ấy đớp mình cái nữa nè. Hiệu ứng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Yeah, hắn tay vừa ăn được một trận nữa rồi. Wow, và bây giờ đi ghẹo chọc tiếp nha. Mới xúc bạn đừng đòi hỏi xong. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn nào đây. Bạn nào đáng yêu dễ thương xíu Khang Nguyễn. Rồi, chúng ta sẽ đấu với Khang Nguyễn nha. Khang Nguyễn thì mình sẽ mang Bratun nè chẳng hạn. Và thêm mấy bé rồng Rubiger đi ha. Con này có thành viên nói nó là rồng đực, nhưng mà mình thấy nó giống rồng cái hơn. Cái dáng thì ốm nhôm ốm nhách hà. Không các bạn, thấy cái dáng ốm nhôm ốm nhách mà sao là rồng đực được? Nó là rồng cái. Giới tính chưa phân biệt rõ ràng. What? Không ổn các bạn à. Gặp phải Heroic rồi. Level 30. Chú này thì mạnh quá các bạn ơi.
cướp biển dùng cà ri dê. Rất là may là hắn tê được đam luôn, cho nên mình có thể cầm cự được. Chứ mình mà không có đam chắc có lẽ là ba con này quýnh không lại một con người chú ấy luôn. Yeah, cho một chàng vỗ tay khích lệ nào. À, bây giờ thì để xem chúng ta sẽ đi gặp gỡ đội hình tiếp theo nào. Ai sẽ trồng khoai đất này? Wow, Việt Nguyễn nha, Việt Nguyễn luôn. Rồi, mang cướp biển cà ri dê ra để gánh tem xem. Và mình mang thêm một cái con rồng mà lạ lạ đi ha. Mang con nào mà lạ lạ cho nó hấp dẫn chứ. Rồi và không quên một cái em rồng đặc biệt mà hôm nay mình mới cho lên level 15. Rồi, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu xem. Wow, trời ơi, một con Heroic luôn các bạn ơi. Và hai con đẳng cấp L khá là mạnh. Trời ơi, kinh quá cơ. Chúng ta vừa bị ăn hiếp xong. Yeah, 30.000. Wow, đây là đẳng cấp L. Con này là Mirage. Mình hay còn gọi nó là con rồng ghẻ. Wow, vì sao mình gọi nó là con rồng ghẻ thì các bạn đều đã biết rồi đó. Chữ ghe gần với chữ ghẻ. A hi hi. Và đây là Super Sonic các bạn à. Super là siêu. Siêu Sonic luôn à. Ồ, đôi cánh vàng, bộ giáp khá là đẹp. Cái này không, hình như nó không có mặt giáp các bạn này, ý lộn rồi. Nhìn nó màu vàng vàng mình tưởng nó có bộ giáp, nhưng mà thật sự mà nói thì đây là một cái bộ lông vàng óng ánh. Wow, vừa ăn được bạn Việt Nguyễn nè. Bây giờ chúng ta đi kiếm nữa nha. Ai sẽ là thành viên tiếp theo? Kiếm bạn nào ngầu ngầu xíu ơi. Wow, Trương Lệ. Trương Lệ đi ha. Đối với Trương Lệ thì chúng ta cần phải đội hình cũng khá khá xíu đi. Đẳng cấp E và răng. Mặt răng hết đầu. Action. What? Sao tới ba con hát dữ vậy? Sao mà đội hình em mạnh vậy? Ồ, lượng máu mình lên 83.000. À, này là do anh ta đang có cái khiên nha các bạn, cho nên sức đam của mình được tăng lên. Đáng cười. Wow. Wow, sức mạnh mình là tăng lên khá là đáng kể luôn rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ xài cái chú này phát nè. 8.900. Nguy hiểm. Cho hai đầu ra bách xê trước nha. Đó, như vậy là mình sẽ cho cướp biển ra. Phái vị cướp biển một tay. Oh yeah. Và bây giờ chúng ta đang phải đối phó với một em rồng khá là đẳng cấp, level 20. À, mình được đam nè, để mình thử sức của mình xem. 30.000. Vừa đủ luôn. Vừa đủ điểm để hạ các bạn. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Đã hạ gục được thành công Trương Lệ. À, bây giờ HNT sẽ đi gặp ai nữa đây? Chúng ta còn một cơ hội để gặp được một cái bạn nào đó. Wow, mình sẽ gẹo một cái bạn level vừa vừa ha. Level 35 đi. Ok Q. 35 thì mình không có phải giác những con quá khủng khiếp. Mình mang những em rồng vừa vừa thôi. À, chẳng hạn như em này và em nào đáng yêu tiếp theo chẳng hạn. Thánh rồng. Oh yeah. Hôm nay hai anh ta giác thật là nhiều rồng đi review biểu diễn cho các bạn xem. Và mọi người ơi, ai chưa subscribe HNT Mobile thì cho mình một subscribe nha. Đây là kênh YouTube thứ ba của HNT, mong các bạn hãy đăng ký và ủng hộ mình nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với rồng lá. Em này thì level 4. Ủa sao con này level 4 giờ ta?
Natura, ok. Wow, mình sẽ nhả nhẹ đến với hiệp sĩ không gian đi. Anh bạn này cầm cây này không biết cái cây gì ta. Mình chưa nghĩ ra luôn á. Cây này cây giáo hả? Cầm cây giáo lao thẳng đến đối phương. Wow, vẫn còn, tên bạn vẫn còn 49 giọt các bạn ơi. Rất là lầy lội luôn. Wow, và cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và video đây cũng khá là dài. Và Hai Tay xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Đừng quên kết bạn với Hai Tay nha các bạn, để chúng ta sẽ đấu với nhau cho vui. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Wow, ở đây có khá là nhiều rồng đẹp luôn.